chương 2 ma trận và các phép ma phép toán ma trận. Mục đích của chương này là xem xét các biến đơn, các đại lượng vô hướng, các biến ma trận dùng tính đơn giản, các hàm chức năng có sẵn, các toán từ sử dụng trong máy lắp. Như chúng ta đã biết, khi mà giải quyết một vấn đề kỹ thuật của nó cần phải xem xét các dữ liệu liên quan tới vấn đề đó. Một số dữ liệu có giá trị đơn như diện tích hình vuông, một số dữ liệu liên quan đến tọa độ một điểm trong không gian cũng có giá trị duy nhất. Thì tất cả các dữ liệu này nó có một cái cấu trúc ma trận, và các phần tử của ma trận được sắp xếp theo hàng, theo cột. Một giá trị đơn có thể được coi là một ma trận chỉ duy nhất một hàng và một cột, hay còn gọi là đại lượng vô hướng. Ma trận thì chỉ có một hàng, một cột được gọi là vector. Và để truy cập tới phần tử của ma trận thì người ta sử dụng số hàng, số cột của nó. Đây, người ta sử dụng số hàng và số cột của nó, hàng và cột. Kích thước của ma trận được thể hiện bởi M nhân N. Nước ở đây là M nhân cho N. Trong đó M là số hàng và N là số cột. Và một số quy định cho việc sử dụng, số quy định cho việc định nghĩa ma trận, gồm số định nghĩa ma trận, đó là tên ma trận phải được bắt đầu bằng bằng chữ và có thể chứa tới 19 ký tự. Tên ma trận là phải bắt đầu từ chữ. Có chứa tới 19 ký tự. Đấy, có chứa chữ cái và dấu cách. Cũng có thể là số các giá trị nó bắt đầu bằng chữ và nó có thể chứa tới 19 ký tự, bao gồm chữ cái, số, dấu cách và số âm hoặc số dương. Có thể chứa. Đấy. Và dấu thập phân được thể hiện là dấu chấm. Dấu thập phân được thể hiện đây là dấu chấm. Và khi kết thúc một ma trận, khi kết thúc nhập một ma trận thì sẽ có dấu là hai chấm. Khi kết thúc một ma trận thì phải có dấu hai chấm. Đấy. Và nó liệt kê bao gồm là cách nhập giá trị cho ma trận. Đấy, bao gồm là nó liệt kê giá trị trực tiếp giá trị phần tử ma trận. Liệt kê trực tiếp giá trị phần tử ma trận. Đấy, liệt kê trực tiếp như thế nào? Vì ở đây mình chưa tải xuống phần mềm, chưa sử dụng phần mềm đang bị lỗi, nên chưa bên ngoài thì các bạn, chưa bên ngoài nữa. Thì liệt kê trực tiếp như sau. Ta ví dụ như là có dãy lệnh sau. Bye.
đấy thì cách này cái dòng này dòng lệnh này là duy nhất ma trận một cách đơn giản nhất. Các phần tử trong ma trận được liệt kê ở trong dấu ngoặc vuông. Của ma trận được liệt kê trong dấu ngoặc vuông và nó có thể xuống dòng để phân biệt từng ma trận, xuống dòng để phân biệt từng ma trận. Ví dụ như là cho cái ma trận như thế này, C bằng 1 0 0 chấm phẩy trừ 1 1 không chấm phẩy một trừ một không chấm phẩy không phẩy không phẩy hai đấy thì nó có thể xuống dòng. Dòng lệnh này nó có thể xuống dòng. Để phân biệt từng hàng của ma trận như sau, nó có thể viết như sau. C sẽ bằng nó ra từng cái từ một không có thì chắc phải dùng nhà phím tab vào. Đấy nó có thể được tắt như thế. Ở đây là từ một, đây là một, đây là không, có thể xuống hàng như thế. Tiếp theo là một trừ một rồi không. Tiếp theo là không không hai. Đấy nó thể xuống như thế. Số phần tử trên một hàng của ma trận quá lớn thì người ta có thể dùng dấu ba chấm để thể hiện số phần tử vẫn còn và tiếp tục được viết ở dòng tiếp theo. Ví dụ như người ta cho cái ma trận như thế này, ví dụ như cái tờ F có 10 phần tử, người ta có thể viết như sau, người ta có thể viết như sau. Một năm sáu bảy tám chín bao nhiêu nhỉ, hai bốn sáu rồi đúng không, có sáu phần tử rồi. Ta sẽ đặt dấu ba chấm xuống dưới, xuống dưới có thể là
55 vân vân, tức là 4 đến 10 55, 56, 57, 58 rồi đóng mặt lại. Đấy, người ta có thể được liệt kê như thế, đề là như thế. Và có thể định nghĩa ma trận, có thể định nghĩa một ma trận từ một ma trận khác như sau. Có thể định nghĩa một ma trận từ một ma trận khác, như sau. Có thể định nghĩa như thế nào? Đây, giả sử là B là bằng 1.7 à 1.5 đi. 3.1. Đấy. Tiếp theo là S sẽ bằng 3.0. B. Đây thiếu dấu phẩy. Rồi, có thể được như vậy, ma trận S có thể được hiểu như sau. Như vậy S, tôi làm ngắn gọn, S nó sẽ là nguyên cái này, nguyên cái của trên B này. Thì có thể truy cập tới từng phần tử của bằng cách sử dụng chỉ số của nó. Chẳng hạn như ta muốn truy cập phần tử thứ truy cập phần tử thứ hai, thứ ba đi. Truy cập phần tử thứ ba bằng giá trị là -3.0. Thì giá trị của phần tử thứ ba trong ma trận S sẽ được thay đổi từ mình nhầm à đúng, đúng rồi, mang mang trong ma trận S thì giá trị phần tử thứ ba này đấy, nó sẽ được đổi thành -3.0, nghĩa là ma trận S nó sẽ trở thành sẽ là cái giá trị này sẽ đổi thành -3.0. Cũng có thể được mở rộng ma trận bằng cách là thêm cho nó phần tử mới, chẳng hạn là thêm cho nó một cái phần tử là tử thứ tư chẳng hạn, tử tư thêm cho nó là 7.0, 7.0. Thì sau khi mà có cái dòng này thì nó sẽ thực hiện lệnh và ma trận S nó sẽ có thêm, ma trận S lúc bây giờ sẽ có thêm là ma trận S nó sẽ như sau. Khi mà xuất ra ma trận S nó sẽ có thêm cái phần tử là 7.0 này. Và ma trận S sẽ được thực hiện, sẽ có 8 phần tử, nếu như chúng ta khai biến báo ra, nếu như chúng ta khai báo như sau, nó sẽ có 8 phần tử. Nếu như chúng ta khai báo ra S8 bằng
70 chẳng hạn, thì mai đồng nó sẽ có 8 phần tử. Và các phần tử S5, S6, S7 sẽ tự động nhận giá trị là 0. S5, 6, 7 vân vân sẽ nhận giá trị là 0, 5, 6, 7. Các giá trị nó không có thì nó sẽ nhận giá trị là 0. Và phương pháp thứ hai đó là phương pháp đọc dữ liệu từ một file dữ liệu. Đọc dữ liệu từ một file dữ liệu. Phương pháp này nó thông qua lệnh lót, cái lệnh này thông qua cái lệnh load, cái lệnh này cho phép nhận và lưu trữ ma trận. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp thứ ba là phương pháp sử dụng phóng tử chấm phẩy hai chấm này. Phương pháp sử dụng toán tử hai chấm sẽ được sử dụng để tạo vector từ ma trận. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý số liệu, ví dụ như vẽ một biểu đồ này, có tỷ lệ là ít y đây, cho một cái file dữ liệu nào đó, thì ta dễ dàng ghi được số liệu ít vào một vector và các số liệu y vào một vector khác tại vị trí dấu chấm phẩy, tại vị trí dấu sao nhỉ, đây trong ma trận thì nó đại diện cho tất cả khách hàng và tất cả các cột. Ví dụ thực hiện cái lệnh sau đây sẽ được đưa ra tất cả dữ liệu ở cột thứ nhất. Trong ma trận vào vector x, trong ma trận một thôi đặt kata một vào cái thứ và toàn bộ dữ liệu ở cột thứ hai vào cái thứ y. Thực hiện lại như sau. Nghe là ví dụ nhé. Ví dụ như là x sẽ bằng data 1 phải 1. Đưa tất cả dữ liệu cột thứ nhất trong ma trận kata một đến vào vector và đưa tất cả toàn bộ dữ liệu của ma trận và toàn bộ dữ liệu của cột thứ hai, dữ liệu cột thứ hai
có ma trận. Data 2. Và vector y. À nhầm nhầm. Toàn bộ dữ liệu của data 1. Như vậy dấu hai chấm còn được sử dụng, tổng quát rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là nó có thể nằm giữa hai số nguyên thì nó lại là đại diện cho số nguyên, cho tất cả số nguyên nằm giữa hai số nguyên đó. Ví dụ như là nó còn đại diện cho tất cả các số nguyên nằm giữa hai số nguyên. Đứng kề nó. Chẳng hạn như là sẽ có dòng lệnh như thế này. Dòng lệnh này dấu hai chấm là ký hiệu tổng quát của vector H, và nó có chứa là từ 1 cho đến 6 phần tử. Và dấu hai chấm này nó đại diện cho là có các phần tử là 1, 2, cái dấu hai chấm nó đại diện cho là các phần tử 2, 3, 4, 5, đấy. Dấu hai chấm là ký hiệu tổng quát cho vector, mà nếu vector này, ta còn thêm một ví dụ nữa. Nếu mà dấu hai chấm nó, ta có dòng lệnh này chẳng hạn, u bằng 0.1 không thôi một đi, dễ cho tôi dễ tính, 0.5 5.0 thì khi mà nó sự có sự xuất hiện dấu hai chấm như thế này thì nó là ký hiệu tổng quát. Trong nó có thể chứa các số từ 1 cho đến 5, và nó có mức tăng là 0.5, nhớ nha, là nó ký hiệu tổng quát dấu hai chấm là ký hiệu tổng quát cho vector có chứa các số từ 1 cho đến 5 và có mức tăng là 0. Nghĩa là sao? Nghĩa là sẽ có các số như sau. Dấu hai chấm nó sẽ đại diện cho các số là 1.5, 2.2, và nó tăng lên 0.5 là 2.5. Đấy. Và 3
5, 4, vân vân, cho đến 5. Và mức tăng âm được thể hiện ở trong ví dụ như thế này. Nó có mức tăng âm nữa chứ. Tăng âm được thể hiện trong ví dụ là chẳng hạn như là đấy, bằng 10 3 9 đấy, nó có mức tăng âm trong khoảng đó. Dấu phóng từ hai chấm này còn sử dụng trong nhiều trường hợp nữa, nhưng mà sẽ được nói ở phần sau, nó kỹ hơn, kỹ hơn ở phần sau. Còn vào số liệu trực tiếp từ bảng kiếm, vào số liệu trực tiếp từ bảng kiếm, chẳng hạn như ta có cú pháp lệnh như sau. Chép bằng input nhập chép hãy nhập giá trị cho chép. Nói thế thì khi thực hiện lệnh này, máy sẽ hiển thị sau ký tự. Hiển thị sau ký tự là ký tự này. Đấy, máy nó sẽ hiển thị sau ký tự đó. Input là và nó đợi người sử dụng nhập số liệu vào. Khi mà người sử dụng gõ vào một biểu thức chẳng hạn như thế này, ta sẽ gõ vào là 4 7 9 chẳng hạn. Để xác định giá trị giá chép, người ta gõ vào máy nó bắt mình nhập và để xác định giá trị giá chép. Nếu người sử dụng gõ nhấn enter, nếu nhấn enter mà không nhập giá trị nào nếu nhấn enter mà không nhập giá trị nào thì ma trận chép coi như là ma trận rộng. Còn nếu kết thúc với dấu chấm phẩy, nếu mà dòng lệnh kết thúc với dấu chấm phẩy thì giá trị của z sẽ được hiển thị, còn nếu mà không có dấu chấm phẩy thì nó sẽ không được hiển thị. Nếu cuối dòng lệnh có dấu chấm phẩy thì kết quả hiển thị ngược lại, thì nó không hiển thị. Đây có dấu chấm phẩy cả đâu. Trở lại cái phần trước, phần nãy mình sẽ nói sâu sử dụng toán từ hai chấm. Sử dụng con từ hai chấm chẳng hạn như ta cho một cái, nếu mà ta dùng dấu hai chấm còn được định nghĩa chỉ số không hợp lệ,
Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhập vào dấu hai chấm mà nó định nghĩa cái chỉ số không hợp lệ như thế này. Này chẳng hạn chúng ta nhập vào nó như thế này. Nhập một câu lệnh. Là C. Xin lỗi. Phải cho một cái ví dụ trước đây là. Ví dụ là ta cho một cái ma trận. Trường 1 0 tiếp theo là 0 đấy, xuống dưới là trường 1 1 0 chẳng hạn như ta cho cái C nó sẽ như sau. Đây là trường 1. Là trường 1. Giá trị tiếp theo sẽ là 1. Không con này vừa bị lộn và phải chỉnh lại cái phần như đấy cho các ma trận như thế này. Và khi mà chúng ta thực hiện cái dòng lệnh như sau, C trong bài nhà đấy thì nó sẽ xuất ra kết quả này, xuất ra kết quả như sau, xuất ra kết quả như sau, ghi kết quả phía bên đây nhé. Ghi sang phía bên đây như là gì đây này, C sẽ bằng xuất ra kết quả C
C nhầm 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 PAR đấy, nó bỏ đi cái dòng đầu tiên đi, nó chỉ lấy cái dòng thứ hai và dòng thứ ba rồi vô đây, nó lấy giá trị thứ hai với giá trị thứ ba, cái cột thứ hai cột thứ ba, và nó sẽ có giá trị là không. Mình không cho tốt, bốt mình vẫn chưa tốt, chúng nó chay. Khi mà xuất ra nó sẽ thành như thế này. Không. Không. Nó lấy cột thứ hai, cột thứ ba. Tương tự nhé, không hai nó xuất ra kết quả như thế, dòng lệnh đây. Và nếu như mà chúng ta thực hiện dòng lệnh này thì như thế nào, thực hiện dòng lệnh là ba chấm ba chấm bốn phẩy một chấm hai đấy, thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ lấy thứ ba và cái thứ tư, cái thứ ba và cái thứ tư là thế nào, cái thứ ba ba và thứ tư đây, hàng ba và hàng tư, cột thứ một và hai, cột một và hai, cột một và hai là đây, hàng thứ ba thứ tư cột một hai, hàng ba tư cột một hai, mình sẽ xuất ra kết quả. Đấy, nó sẽ xuất ra kết quả này. Còn nếu như mà chúng ta làm, nếu như mà định nghĩa chỉ số nó không hợp lệ thì nó sẽ chẳng hạn như là chúng ta có cái dòng lệnh như thế này,
xong rồi như này chẳng hạn, xong rồi là chúng ta bảo là nó hãy lấy hàng thứ 7, hàng thứ 8 7 hàng thứ 8 cột thì không lấy. Cột thì lấy toàn bộ. Thì nó sẽ hiện ra thông báo lỗi. Hiện lỗi. Đấy. Trong mắt áp thì ma cần rộng. Làm giá trị hợp lệ. Nhớ nhé. Ma cần rộng. Là giá trị hợp lệ. Và ma cộng rộng được định nghĩa như sau. Đây, được định nghĩa như thế. Và ma cộng rộng chỉ khác cái ma trận khác là toàn số 0. Mà khác cái ma các ma trận khác là toàn số 0. Như vậy là mình kết thúc cái phần mở đầu về cách lập giá trị cho ma trận và đại lộ vô hướng, định hướng được cái mục tiêu mà trong khi học cái chương ma trận các đó ma trận trong cái lát này.